Chào các bạn, sau đây cô sẽ cùng với các bạn giải bài tập số 9 sẽ học đề lớp 12 trang 216 để bài hỏi như sau. Người ta dựa vào đặc điểm nào dưới đây để phân chia các hành tinh trong hệ mặt trời làm hai nhóm? A. Khoảng cách đến mặt trời. B. Nhiệt độ bề mặt hành tinh. C. Số vệ tinh nhiều hay ít. D. Khối lượng. Để có thể giải được bài tập này thì cô và các bạn sẽ cùng xem lại lý thuyết cũ về các nhóm hành tinh mà chúng ta đã học. Ở đây chúng ta có các hành tinh được chia thành hai nhóm, nhóm trái đất và nhóm mộc tinh. Các đặc điểm của từng nhóm. Các hành tinh nhóm trái đất là các cái hành tinh nhỏ, nhưng là các hành tinh rắn có khối lượng riêng tương đối lớn. Nhóm mộc tinh, chúng là các hành tinh lớn, khối lượng riêng của chúng rất nhỏ. Như vậy chúng ta có thể thấy luôn được một trong các căn cứ để người ta có thể chia ra làm hai nhóm hành tinh này. Đó chính là khối lượng. Như vậy cô và các bạn có thể xem lại đáp án. Như vậy chúng ta có thể lựa chọn đáp án đúng là đáp án D. Chúng ta cùng giải như sau. Người ta dựa vào đặc điểm khối lượng như vậy, cô và các bạn có thể chọn đáp án đúng là đáp án D. Các em cùng nhìn lại với cô. Khối lượng, căn cứ để phân các hành tinh của hệ mặt trời làm hai nhóm. Như vậy, bài tập số 9 đến đây là kết thúc.